quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Tối ngày 7 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn kèm gió mạnh khiến một cây xanh tại giao lộ Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 bị bật gốc, ngã đổ đè trúng hai xe máy đang lưu thông trên đường, khiến 4 người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 7 tháng 10, trong cơn mưa lớn, nhiều người dân sống gần giao lộ Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Đình Chiểu nghe tiếng động mạnh. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện một cây xanh cao hơn 10 mét, đường kính gần 30cm bị bật gốc nằm chắn ngang đường Mạc Đĩnh Chi. Tán cây ngổn ngang, ảnh hưởng đến giao thông qua lại khu vực. Có 4 người đi trên 2 xe máy bị cây xanh ngã trúng, bao gồm xe máy do người đàn ông chở người phụ nữ và một em bé khoảng 5 tuổi, xe còn lại do một thanh niên cầm lái. Các nạn nhân bị nhánh và tán cây va chạm dẫn đến chấn thương đã nhanh chóng được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115, hiện hai nạn nhân bị thương do cây đổ đè trúng đã xác định được danh tính, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Đó là anh Phạm Văn Mười, sinh năm 1977, được chẩn đoán đa chấn thương. Ngoài ra, nạn nhân nhỏ tuổi là cháu Lưu Bảo Yến, sinh năm 2018, được chẩn đoán đa chấn thương, bầm toàn vùng ngực, đã được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 để theo dõi điều trị. Sau khi xảy ra sự cố, đoạn đường Mạc Đĩnh Chi bị phong tỏa để lực lượng chức năng xử lý. Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận 1 lập tức phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh để khắc phục sự cố. Trước đó, vào chiều ngày 7 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa to cục bộ. Một số nơi mưa lớn như quận Bình Thạnh, quận 1, quận Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức. Lượng mưa phổ biến 10 đến 30mm, có nơi lên đến 70mm. Trong mưa dông, ghi nhận có gió giật cấp 5 đến 7, 8 đến 17 mét trên giây. Hỗ trợ vé tàu, máy bay đưa hàng nghìn lao động về quê đón Tết Nguyên đán 2025. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động về quê và quay lại làm việc dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức chuyến bay công đoàn xuân 2025 và chuyến tàu công đoàn xuân 2025, đưa 2.400 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31 tháng 10, 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và có quê từ Đà Nẵng trở ra. Cụ thể, chuyến bay công đoàn xuân 2025 sẽ đưa khoảng 400 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng sẽ tổ chức gặp mặt chúc Tết đoàn viên, người lao động trước khi lên chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chuyến tàu công đoàn xuân 2025 sẽ đưa khoảng 2.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Đà Nẵng trở ra. Chương trình cũng hỗ trợ vé tàu cho đoàn viên, người lao động trở lại đơn vị làm việc sau Tết trên các chuyến tàu hỏa Bắc Nam. Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức gặp mặt chúc Tết đoàn viên, người lao động trước khi lên tàu về quê. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và trở lại làm việc thuận lợi, nhanh chóng, an toàn, đồng thời góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp công đoàn về việc đổi mới nội dung, hình thức chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động hướng tới việc đưa hoạt động này trở thành thường niên. Viện Vật lý Địa cầu vừa thông báo hiện tượng động đất xảy ra bất thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, chỉ trong vòng 1 giờ, nơi đây đã xảy ra 6 trận động đất liên tiếp. Cụ thể, theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 0 giờ 45 ngày 7 tháng 10, một trận động đất có độ lớn 2,9 xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Các trận động đất liên tiếp xảy ra vào lúc 1 giờ 19, 1 giờ 37, 1 giờ 37, 1 giờ 38 và 1 giờ 39 cùng ngày. Độ lớn của các trận động đất lần lượt là 3,5, 3,2, 3,1, 2,7 và 2,6 Richter. Tất cả 6 trận động đất đều xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum.
với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đáng chú ý là có những trận động đất chỉ diễn ra cách nhau khoảng hơn 30 giây. Hiện nay, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi về những trận động đất tại khu vực này. Trước đó, vào chiều 17:06, ngày 5 tháng 10, tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cũng đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,0 độ Richter. Trong 30 phút tiếp theo, tại đây còn xảy ra hai trận động đất khác. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu đo được trận động đất đầu tiên xảy ra chiều 5 tháng 10, có độ lớn 4,1 độ Richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,895 độ Vĩ Bắc, 108,191 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Sau đó hơn 1 phút, một trận động đất khác có độ lớn 3,5 độ Richter cũng xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,890 độ Vĩ Bắc, 108,197 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đến 17:32 cùng ngày, trận động đất có độ lớn 3,3 độ Richter, độ sâu chấn tiêu 8,1 km tiếp tục xảy ra tại vị trí trên. Cả 3 trận động đất đều được đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai là 0, đại diện Viện Vật lý Địa cầu cho biết. Lý giải về nguyên nhân động đất liên tiếp xảy ra tại Kon Tum, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từng cho hay, động đất ở khu vực này là động đất kích thích liên quan đến hồ chứa, chứ không bất thường. Nhiều năm trước, chưa biết nguyên nhân gây động đất thì cho là bất thường. Nhưng một vài năm sau khi nghiên cứu, khảo sát, về cơ bản đã đưa ra nhận định là động đất kích thích do hồ chứa, xảy ra tương đối nhiều. Ông Nguyễn Xuân Anh cho biết thêm, động đất tại Kon Tum là do phản ứng của các hồ chứa, không phải là hiện tượng bất thường. Trong đó, động đất độ lớn dưới 5,0 là nhỏ nhẹ, khó có khả năng gây thiệt hại. Động đất có độ lớn từ 5 đến 6 là cỡ trung bình, có thể gây thiệt hại. Những nhà yếu, kháng chấn kém có thể sập. Ông Nguyễn Xuân Anh cũng khẳng định rằng, đây là động đất kích thích đã được dự báo. Hầu như tất cả các hồ chứa đều có động đất kích thích. Ví dụ như ở Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam, A Lưới đều có động đất kích thích. Do ảnh hưởng của bão số 3, bão số 4 và hoàn lưu sau bão, vừa qua trên địa bàn huyện Mường Lát, Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn, gây sạt lở, thiệt hại nghiêm trọng một số công trình, hạ tầng và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đời sống, sinh hoạt của người dân. Ngày 7 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công bố 5 tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại địa phương này. Đó là các điểm sạt lở tại công trình nhà ở bán trú học sinh, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Trung Lý, xã Trung Lý. Sạt lở đất nhiều vị trí tại khu dân cư Bản Tung, xã Trung Lý. Sạt lở bờ suối Sim thuộc khu dân cư Bản Trai và Bản Ngố, xã Mường Chanh. Sạt lở đất làm đứt gãy đường giao thông từ Bản Ngố, xã Mường Chanh, đi Bản Pù Đứa, xã Quang Triều. Sạt lở bờ suối Pong tại khu dân cư Bản Na Tao, xã Pù Nhi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn giao Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thiên tai, tình hình sạt lở và các công trình thiệt hại, báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Đồng thời, thường xuyên thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Huyện Mường Lát triển khai ngay các biện pháp cảnh báo, tổ chức cắm biển sự cố, khoanh vùng, lập rào chắn, cử người canh gác 24/24 giờ tại các khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở, không để người, phương tiện và vật nuôi đi vào khu vực nêu trên, tiếp tục tổ chức sơ tán, di rời triệt để, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của học sinh, giáo viên, người dân bị ảnh hưởng của sạt lở. Tuyệt đối không để học sinh, giáo viên, người dân trở lại học tập, sinh sống khi chưa đảm bảo an toàn, nhất là khi có mưa lớn xảy ra. Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra,
thực hiện các biện pháp xử lý, gia cố phù hợp để hạn chế tác động của sạt lở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao các sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Về lâu dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về vi phạm, quy mô, mức độ sạt lở, hư hỏng cơ sở hạ tầng do sạt lở gây ra và xác định giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và ổn định lâu dài. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.